Đồ gỗ gia xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu tới các bác một mẫu tượng, một linh vật phong thủy được rất là nhiều các bác yêu thích và bày trí trong gia đình với mong muốn là chiêu tài hút lộc. Đó chính là tiệm tượng Thiềm Thừ, hay còn gọi là cóc ba chân. Tác phẩm này của bên em được chế tác trên chất liệu là gỗ xá xịn liền khối 100% các nhá. Duy nhất là có đồng tiền này là rời thôi. Thiềm Thừ trong phong thủy thì được rất là ưa chuộng. Trong theo quan niệm dân gian thì Thiềm Thừ ở đâu thì ở đó sẽ có rất là nhiều tài lộc và tiền bạc các bác nhé. Chính vì vậy mà rất là nhiều các bác, đặc biệt là các bác nào làm ăn kinh doanh thì thường đặt tượng Thiềm Thừ trong nhà rất là nhiều, hoặc là các bác đặt tại cửa hàng kinh doanh các bác nhé. Gỗ xá xị thì có một cái đặc điểm được rất là nhiều các bác yêu thích, đó là cái mùi thơm rất là dễ chịu. Sau đây em sẽ quay chi tiết tác phẩm cho các bác xem nhé. Tác phẩm này của bên em là chế tác bằng tay thủ công 100%, từ khâu xẻ gỗ này, vỡ này, gọt, tỉa, tất cả đều bằng tay các bác nhé, không phải là từ hàng máy. Nên là mỗi một pho tượng thì sẽ có kích thước khác nhau và cũng như là những cái đường nét đục, gọt khác nhau các bác nhé. Đấy, các bác có thấy là Thiềm Thừ là chỉ có ba chân thôi. Gỗ xá xị thì chế tác tương đối là khó, vì thứ nhất là gỗ này nó rất là mềm, và thứ hai là cái tinh dầu, nên là mình chế tác phải khó hơn các loại gỗ khác các bác nhá. Đấy. Các bác có thể thấy này, phần diện mặt này. Các bác nào mà nhìn các hàng chợ quen rồi thì các bác nhìn thấy sang hàng nhà em thì thấy rất là đẹp. Gỗ xá xị còn được gọi là gỗ gù hương các bác nhé. Ở bên miền trong thì các bác hay gọi là gỗ gù hương, còn ở ngoài Bắc thì sẽ gọi là gỗ xá xị. Cóc gỗ xá xị của bên em thì bên em làm theo rất nhiều kích thước các bác nhé. Các bác có thể đặt kích thước theo yêu cầu. Bác nào thích to thì sẽ đặt hàng to. Bác nào mà không gian bày trí mình nhỏ ấy, thì mình đặt những cái pho tượng mà kích thước vừa phải thôi. Thì các bác có thể đặt hàng ở bên em nhé. Bác nào mà thích chơi mộc thì sẽ đặt hàng mộc nhé. Bác nào mà thích để PU lên thì màu sắc nó bóng đẹp hơn rất là nhiều. Còn để hàng mộc thì sẽ mùi sẽ thơm hơn. Như vậy em vừa giới thiệu xong với các bác một mẫu tác phẩm Thiềm Thừ chế tác trên chất liệu gỗ xá xị, một tác phẩm phong thủy vô cùng được ưa chuộng hiện nay. Các bác quan tâm hoặc cần tư vấn thêm về tác phẩm này thì hãy liên hệ ngay với cơ sở bên em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.